Xin chào các bác nhá. hôm trước thì uh, có rất là nhiều bác hỏi cái cặp uh, G1 này nhá, giá 200k đây này, trong cái lô uh, uh, lô hàng loa này thì trời một cặp này cao toàn giải. Thì uh, có bác chốt như đinh Nóng cột. Ở, uh, bác này ở Lê Duẩn. Ở ngoài Bắc này thôi mà nội này. Đấy. Chốt như đinh Nóng cột. Đấy. Nhưng cuối cùng là bảo chuyển khoản thí tăm hơi đâu. Thế là có lúc chưa chưa thì có hai bác khách vào bảo mua cả bát nếu là còn cặp toàn giải đấy không thì đưa anh mang về lốt Có 200 nghìn đưa anh chốt luôn Anh về nghe Nếu mà có khách ở trong nơi dẫn mãi chốt rồi anh ạ Thì bác vào để chuyển khoản em gửi số tài khoản rồi thì để bãi chuyển thôi Thế là cũng nghĩ là khách chuyển thôi Thế cuối cùng là chả thấy tăm hơi bãi đâu Đấy, bác ấy lặn không thấy tăm đâu cơ Thế thôi em uh, Xả luôn nhá Em xả luôn không không chờ đợi rồi, cặp này thì đây, hôm đấy em chưa đo kích thước đúng không ạ? Hôm nay em sẽ đo kích thước lại cho các bác tại vì là cũng có mấy bác cũng vẫn cứ hỏi là còn hay không về kích thước như nào. Thì đây em đo nhá. Là 14 này, rộng 14 này. Sâu là 18 này và căng nó không có nhá. Loa không về căng. Em cũng nói rõ ngay trên video rồi. À, cao là 22. Đấy. Còn bát ở con này nếu mà đo đúng tiêu chuẩn nó là bát 11 các bác nhá. Nó bát đo đúng chuẩn của hãng thì nó là bát 11. Màng giấy và gân là gần dòng gân số mút. Dòng toàn giải cái này là cái nón giả nhá Cái này là cái họ dán là cho nó đẹp thôi Chứ nó không phải là tép đâu các bạn nhá Không phải là tép đâu nhá Nó chỉ là một cái nón uh, bạc người ta dán là cho nó đẹp thôi là hình thức thôi Còn nó là một cặp toàn giả nhá Đấy, Cặp này thì uh, um, Hình như là em nhớ không nhầm Nó là của Victor hay là qua gì đó Bởi vì là lần trước em cũng về một cặp Nhưng mà nó là màu trắng Nó kiểu màu trắng sữa ấy Đây này màu như này này Đấy thì là nó là của ai qua của Victor ấy y chang màu này luôn đấy thì cặp này là cặp của ai qua đấy, nó về y chang như vậy luôn thì em nghĩ là cặp này nó chỉ khác màu thôi nhưng mà chắc là hình thức nó giống như này thì chắc chắn là của dòng ai qua đấy ai qua Đấy, thì cặp này bác làm một chốt về làm no toàn giải nghe vui vui thì alo cho em nhá Giá có 200 này Đấy, Hôm nay em xả có 200 nghìn Đấy. Còn cái chỗ này thì bình thường thôi các bác nhá các bác về chấm tem tí 52 vào Tại vì là cái này là hàng hóa về nhiều ấy. Nên là con này nó đè lên con nọ nó là bình thường Đấy Giá là 200 và em xả luôn Đấy, Thì bác nào chốt theo lội ngay cho em qua số 0966 9 sáu 5 4 5 Hoặc số 0979 9 Em xin chào các bác